Hà My, chào các anh chị em thân thương của chúng ta, chào một buổi chiều rất là đẹp trời. Hello, chào Hạnh Phúc Trần. Thật sự ra thì những cái điều mà Hà My nói thì tất cả anh chị em cũng đều rất là ý thức cao độ, rất là nhất trí. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu một cái điều là chúng ta cũng không có bằng lòng, không có đồng tình với những cái người mà Đúng là đang có một cái tâm giả tâm phá hoại một đất nước Việt Nam nó đẹp như vậy. Đất nước Việt Nam nó đẹp như là cô gái 18 đang phát triển. Cho nên rằng các anh chị mà bên cực đoan lại thêm thuồng. Cho nên rằng cái điều đó thì cũng dĩ nhiên, nhưng mà cũng vừa rồi ở tại tỉnh của mình á, bắt như vậy rằng là được 8 ông sư giả ở lạc đạo, mà chúng chúng nó đi như vậy rằng là được 12 người. Trong 12 người chúng chia ra là được 6 nhóm giả bộ đi khất thực, nhưng cái tâm của chúng nó không phải là một ông thầy chùa, mà chúng nó đi rải tiền đơn, rải cái đồng đúng tiền Thì qua cái sự mà nghe ngóng và rình rập mà mình săn tin thì mình thấy như vậy rằng là ở tại tỉnh mình nó đã xuất hiện, và nói chung cái lực lượng nòng cốt nhất là quần chúng nhân dân rất là cảnh giác cao độ. Rồi bắt đầu mới họ mới thông báo qua cho những các nhà chức trách, tức là tại công an địa phương, bắt đặc đầu rằng yêu là họ mới phối hợp họ đi bắt. Thì sau khi mà bắt vô thì đầu tiên thì họ cũng hỏi rằng các sư ở đâu, trên cái phép lịch sự, rồi họ cũng khai ABC, và các vị chức trách bắt đầu là cũng xin hỏi cái tờ giấy chứng minh nhân dân. Thì khi mà đưa chứng minh nhân dân dân ra thì thấy là đầu có tóc bằng áo bình thường. Ta hỏi như vậy rằng là sư đi tu như vậy có những cái tờ giấy gì tùy thân hay không? Thì như vậy ông ta mới nói rằng là chúng tôi là người mới đi vào đạo. Thì nói là nếu mà các sư mà đi vào đạo thì làm sao mà bận áo vàng được. Thì họ đến đó thì các sư giả này rất là lúng túng, rất là bàng hoàng. Từ đó bắt đầu là các anh em lực lượng vũ trang bắt đầu mới tiến hành làm những thủ tục kê khai, và đã thu hồi được mấy cái điện thoại và một số tiền, tờ tiền 1.000, tờ tiền 5.000, ghi trên đó đã đảo ngày 4 tháng 9. Thì cái thông tin đó nó cũng chưa có dừng, bắt đầu nó lan trải xuống ra ngoài Tuy Phong Bắc Bình, Chào anh Tuy đứng Phong Bắc Bình và Phan Văn Rí. Thì đã tóm được như vậy rằng là 20 tên sư giả chia ra 10 nhóm, mà hai nhóm đi, tức là họ đi thành là 2 người. Theo vấn đề mình tổ chức hợp pháp của Phật giáo, theo cái truyền thống thì họ đã đi khất thực, là họ đi vào buổi sáng từ 8 giờ, đi rất nghiêm trang nghiêm nghị, đi họ không phải là mắc láo liếc, và khi người dân tới mà cho hay là từ cúng dường thì là những cái phẩm vật bọn nó thì như vậy rằng là cho tiền, bọn nó lại thối tiền cho người ta, mà thối tiền những cái tờ tiền đó. Từ cái chỗ mà thối tiền đó thì người dân mới cầm đồng tiền mới phát hiện rằng tại sao này, thì người dân rất là cảnh giác cao độ cái vụ cái cô ở
quên rồi. Chỗ mà cái vụ mà cái cô ở xã xã Hàm Tiến. Ở xã Tân Tân Tiến đó. Là cái vụ mà đi gửi tiền ở trong ngân hàng bán mỹ phẩm á, Hàm My nhớ Dạ. không? Rồi rồi rồi. Thì người dân Bình Thuận rất là cảnh giác cao độ, và người ta phát hiện báo tất cả các chức trách. Thì câu chuyện nó chưa có xong, tức nghĩa là Tuy Phong Bắc Bình Phan Rí, thì như vậy rằng ở trên Đức Linh và Tánh Linh, tóm như vậy rằng là 30 người, 30 người nó cũng chia thành 15 nhóm. Xã Tiến Lợi đúng không, xã Tiến Lợi đúng không, quốc quốc vừa đúng không? Thì như vậy rằng là nó đi vấn đề ở ngay chỗ cái huyện Tánh Linh và Đức Linh cũng như Hàm Tân La Di. Thì như vậy rằng là chúng lấy ngay chỗ tỉnh Bình Thuận là một giống như là cái trung tâm nóng, trung tâm Đúng điểm. rồi đó, nó cũng là lấy về cái nó lên kêu gọi, nó cũng lấy về trung tâm của Bình Thuận vừa rồi đó Bình Thuận là hiện giờ là nơi cái chỗ của Mã Đáo ở đó. đó. Thì như vậy rằng là sau khi mà điều tra thì tất cả các nhà công quyền, lực lượng vũ trang, anh em gửi điện về tỉnh xin ý kiến. Thì tỉnh mới mới cử các người xuống. Là như vậy rằng là hiện bây giờ là coi ở Phan Thiết 6, Tuy Phong 15, Đức Linh 15, với lại là 20 là nhiêu? Dạ. 6 6 15 là 21 phải không? 20 là 31. Hiện bây giờ chúng đã các nhà lực lượng công an là đã tóm được 31 người đã về trại 1. Về trại 1 phường Phú Thủy, nằm đó là nghỉ nghỉ mát. Và trong thời gian điều tra. Vì vậy rằng thì chắc chắn rằng các anh em ở các tỉnh khác, nếu ai có những cái thông tin như thế này cần lên diễn đàn để mà cho anh em được biết tin. Để những cái nguồn tin đó rất là bổ ích để làm gì? Để cho cái cuộc livestream của diễn đàn của nhà Hà My Dạ. để nó lan rộng ra cho những bà con hải ngoại rồi Họ bà biết. con quốc nội, để mà có phần yên tâm trong cái vấn đề những ngày sắp tới mà chúng nó đang có những cái hành vi bạo lực đến tất cả các chức trách ở trong Việt Nam. Cái điều đó nó lên cái thể hiện cái sự thiếu văn minh, Đúng thiếu ạ. sự lịch sự. Đối với toàn thể gần 95 triệu dân Việt Nam mình, cái điều đó mình cũng rất là lên án những cái bọn nó, Dạ đúng rồi. lên án những bọn nó còn hơn là cầm thú, Đúng luôn, cầm bởi thú vì luôn anh. nhiều điều cụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Bây giờ chúng ta ở trong một nước, hoặc giả các bạn ở hải ngoại, tuy rằng ở nước ngoài nhưng các bạn cũng là mang cái dòng máu Việt, thì ít ra các bạn cũng phải thương với nhau và thông cảm với nhau. Một tổ chức hay một gia đình hay một xã hội, nó cũng không có thể gọi trọn vẹn, bởi vì là ở đời mà 9 người thì 10 ý, người ý này ý nọ, lãnh đạo cũng vậy. Cho nên rằng chúng ta thay vì cái lời trách móc, chê bai, quyền rũ, thì chúng ta phải để một cái lời gọi là ca ngợi và tán thán, tán dương. Và chúng ta có những cái lời góp ý chân tình, chân thật, để cho các nhà lãnh đạo người ta hiểu thêm về cái nguyện vọng Đúng của toàn dân là như thế nào, để cho một cái đất nước Việt Nam theo cái phương châm rồi. dân giàu, nước mạnh, xã hội chủ nghĩa, công bằng, mà họ không có
nó làm theo những cái tư tưởng đó và họ đi ngược lại cái quyền lợi ích hợp pháp của toàn dân. Như vậy là mình thấy họ cũng không có cái xứng đáng là một con người dân Việt. Cái điều đó anh em mình ai ở các tỉnh cố gắng săn tin nghe ngóng, có những tin gì cứ lên báo cáo cho những cái diễn đàn của các anh chị như Hà My, Bằng Nguyên, Quốc Dũng, Trung Vũ, Bình Dương, rồi Việt Bình Dương, Trần Toản, tất cả các cái diễn đàn của anh chị ở trên Facebook, chúng ta góp công xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Điều đó là mình mới thể hiện là một người công dân tốt. Mình nói nãy giờ đâu cũng cũng nói cho Hà My hôm qua ở cái diễn đàn của Trần Tổ vui lắm. Tuy rằng là cái số lượng người xem thì không đáng kể, nhưng mà các bạn người nông dân là rất là quan ngại về vấn đề mà lý luận của mình. Thì bạn ta là không có chửi mình mà cũng không có mắng mình, nhưng mà bạn ta hỏi vài cái là mình trả lời. Bạn ta có nghĩa rằng là out khỏi cái diễn đàn của Trần Toàn. Cho nên rằng khi mà đứng về cái truyền thông, mà tôi cũng nói tại cái diễn đàn của Trần Toàn, tôi nói tôi rất cảm ơn các anh chị có nhiều cái hình thức đấu tranh. Tôi ủng hộ diễn đàn của Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, tôi ủng hộ diễn đàn Nguyễn của Nguyễn Thị chỗ cô Ngọc Nhiên, là tôi ủng hộ diễn đàn của cô Hà My. Tôi nói chung là cái các diễn đàn tôi ủng hộ, mỗi người có một cái yêu nước, mỗi người có một cái sự trình bày riêng, dù có chửi có mắng hay là chúng ta đang qua lịch sự thì tùy theo cái góc độ. Cho nên dù các bạn có hình thức yêu nước như thế nào tôi vẫn ủng hộ cả. Thí dụ như cái diễn đàn của Hà My cũng có những cái chánh kiến ý kiến của mình. Chúng ta cũng không nên mà giải thích cho chúng nó, mà chúng nó chửi mình thì Hà My cứ cứ việc là mã tầm mã ngu tầm ngu, cứ chửi lại đi. Còn